Rồi. Em chào tất cả anh chị em nha. Đây mày, em đem cái máy này cho ông chú nè. Ông miền Trung nó sao? Sẵn em test thử luôn. Rồi coi cái máy này nè, là em treo hôm qua nay nha, nhưng mà ra giật. Em bảo đảm máy này rất là nhạy. Ôi vô mình đổ xăng rồi xong bóp vô nè. Đó, bóp 4 5 cái, 5 6 cái gì đại. Bóp dư cũng không có sao đó. Rồi. Ông quên chưa gắn cái bát cước vô. Em thử em test cho ông chú xem thử cái bát cước để về lựa coi cái dây nào á. Xài dây vuông nè. Chứ đừng có xài dây tròn, tại ông chú rồi xài dây tròn á, dây tròn trắng nó ăn cỏ không có bén. Cái này chưa vô mổ bò nè. Chút vô mổ bò nè. Nhớ vô mổ bò. Lấy cái tay mổ bò lục vô chút mình cho chạy cho nhẹ. Lấy chiếc khác mà được rồi. Chiếc này dài quá rồi. Tại vì cái chén này nó vừa gắn dao vừa cái gắn này vô nó vừa còn vừa luôn. Đợi con xíu chú đừng kiếm chén gắn vô. Chú xài lâu chứ không phải bóp mỡ bò này vô nha. Vô mỡ bò đây cho nó chạm phát cỏ, nó nhẹ mà nó ăn cỏ hơn, mà nó đỡ hơi đồ bò nữa. Chú mua đóng chích chú gì nè.
ổng le lại, le tự động nha. Đó, lên ra tự nhả nó. Nó le lại rồi kéo giật cái xong. Chạy ra. Chú à, nhảy ra. Chú đóng vậy phải không? Chú giật. Đó, chú lên ra nó nhảy. Còn là chú không lên ra, chú phải lấy tay chú bóp xuống. Tại con lẹ tay con kéo này xuống chứ chú lên ra là nó tự nhảy à. Vậy nè. Đó, còn thôi mà chú quên, chú để lâu quá nó sẽ tự tắt nha. Nè. Tự tắt. Chú đóng lâu quá là buộc tự tắt nha. Chú thấy automatic nè không? Chú không lên ga thì nó sẽ nhỏ nhỏ lại, lên ga càng lớn nó càng bung ra nè. Gió thổi mà bê cái này luôn á. Đây chú này thôi. Ngón tay con luôn á, con đập nó màu à. Nào, dùm lên kìa. Đó, chú coi cái cỏ bự kìa. Rồi cái này là một chút chú vô video chú coi lại chứ bây giờ con gửi Zalo nó không qua được đâu, nó 8 phút rồi. Chú chỉnh cái máy chuẩn á, chú phát cỏ nó nhẹ lắm. Hiệu quả còn chú chỉnh không chuẩn á là vô phát nó nặng dữ lắm. Đây nè, phát trên rồi. Nào. Đập quá. Đó. Vô video chú còn coi lại còn nghe chứ giờ Zalo gửi được không, nó được có 4-5 phút rồi. Đứt dây nè, cho chú coi nè, coi lại nha, cái dây thịnh gì đúng không? Nè. Nè, chú nhìn nè, đứt dây là biết liền thấy không? Không có gì đứt dây. Nè, chú thấy không? Đục, đứt khúc mẹ giờ nè. Vừa quá. Vừa quá, cái này nó bị lặn vô chú, nó bị lặn vô góc mẹ đứt à. Nó dính vô cái kẹt này nè. À, cho hai dính cái đinh này nè. Đó, nó đứt là hồi nãy nó máng vô cái lỗ đó chú. Nó dính vô trong đây nè. Tôi không biết đâu. Rồi, thôi đi chú.